Nhà văn câu hỏi từng bốc bạch tịch nước và người miền Tây đã để thư để nhớ cho tôi nhiều không thể bao giờ quên hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thanh nét thân người thành vệt trong tâm trí tôi màn đất Tây Bắc luôn rực lửa cảm hứng cho nhiều nhà văn nhà thơ mình cũng không nằm ngoài trong số đó là một cây bút có sức sống dồi dào mạnh lên một nghệ sĩ tài hoa ở người bạch một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp và ông đã tìm đến Tây thì bắt lại đây tìm cái thứ tàn người mọi thứ lừa với tình yêu quê hương sâu lặng và bầu nhiệt huyết sôi nổi dậy nguyên công đã sử dụng tiếng truyền tinh vi vùng ngôn ngữ phong phú của mình để viết nên những trang văn nở hoa về con người và thiên nhiên để sống núi này và ông thật sự thành tâm vẫn thu hút người lại đó sông Đà hoang ngao ngông ngơ bay ở thiên nhiên nghĩ sông núi này và ông thực sự thành công và tôi bút người lại đó sông Đà ông nam bay ở thiên nhiên sông núi này và ông thực sự thành công và tôi bút người lại đó sông Đà ở thiên nhiên nghĩ sông núi này và ông thực sự thành công và tôi bút người lại đó sông Đà ông nam bay ở thiên nhiên sông núi này và ông thực sự thành công và tôi